Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Trận lũ đã cuốn trôi hơn 500 triệu và gần 600.000 người ở Nam Xương. Kính thưa quý vị và các bạn, mưa lớn gây ra thiên tai và các quận và huyện ở Nam Xương, thành phố thủ phủ của tỉnh Giang Tây phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Tính đến 14 giờ ngày hôm nay, Nam Xương đã có tổng cộng 86 thị trấn với dân số gần 600.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 588 triệu nhân dân tệ. Theo Tổng cục Bộ Quốc phòng thành phố Nam Xương, sáng sớm ngày hôm nay, các sông lớn ở thành phố Nam Xương đã xảy ra tình trạng lũ vượt mức cảnh báo. Tại khu vực nông thôn Tan Cheng của huyện Trang Sian, Funan đã xảy ra một trận lũ lụt lớn vượt qua mực nước lịch sử. Mực nước tại một phần của đoạn kè của vùng đất Suyangju ở thị trấn Tan Cheng đã ngập đến đỉnh kè, đe dọa đến hàng nghìn người đang sinh sống tại đây và 22.000 hecta đất canh tác. Cục phòng vệ thành phố Nam Xương đã nâng mức ứng phó với lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và điều động 15.800 người tham gia cứu hộ chống lũ lụt. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng đã cử 6 đoàn công tác đi kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt tại các hồ chứa, kè và trạm bơm. Lực lượng đồn trú ở Nam Xương đã điều động hơn 1.000 dân quân và 6 thuyền xung kích để sơ tán khẩn cấp hơn 1.600 người bị mắc kẹt, đồng thời quyên góp 20.000 nhân dân tệ nước khoáng, mì gói, gạo, dầu ăn và các đồ cứu trợ cần thiết khác cho khu vực thiên tai. Tính đến 14 giờ ngày hôm nay, không có người chết do lũ lụt ở các quận và huyện ở thành phố Nam Xương và nguy hiểm ở các nơi về cơ bản đã được kiểm soát một cách hiệu quả. Còn tại sông Phúc Hà, Tân Cương, tỉnh Giang Tây, lũ lụt thảm khốc đã làm hơn 7 triệu người bị ảnh hưởng. Dịch vụ tin tức Trung Quốc tại Nam Xương ngày hôm nay cho biết, do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 26 con sông ở Giang Tây vượt mức báo động và sông Phu Huê ở Tân Cương đã trải qua một trận lũ lớn một lần trong 62 năm qua. Tính đến 8 giờ ngày hôm nay, đợt mưa lớn này đã ảnh hưởng đến hơn 7,3 triệu người ở Giang Tây, với hơn 10 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Mưa xối xả liên tục đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung và miền Bắc của Giang Tây và thảm họa lũ lụt ở một số khu vực vượt quá trận lũ lụt lịch sử năm 1998. Theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Giang Tây, lượng mưa lớn đã khiến 3.293 người ở Giang Tây bị thương và bị dịch bệnh do thảm họa và 532.500 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 4.644.300 ha và 33.700 ngôi nhà bị sập. Để đối phó với thảm họa, Sở Tài chính tỉnh Giang Tây và Sở Dân chính tỉnh đã khẩn cấp phân bổ 20 triệu nhân dân tệ. Quỹ khẩn cấp cứu trợ thiên tai ở cấp trung ương và cấp tỉnh sẽ được sử dụng để di dời khẩn cấp và tái định cư cho người dân trong khu vực vùng thiên tai, giải quyết khó khăn về đời sống của người dân bị ảnh hưởng và bảo đảm cho người dân bị ảnh hưởng có cơm ăn, áo mặc, nước sạch để uống, nơi ở và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh sau thiên tai. Theo tin tức của Tổng cục Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tây, theo tình hình diễn biến của mưa và mực nước hiện tại, được sự chấp thuận của tỉnh trưởng tỉnh Giang Tây, Bộ Tổng Phòng thủ tỉnh Giang Tây đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 vào lúc 23 giờ ngày hôm qua, yêu cầu các địa phương phải dốc toàn lực làm tốt công tác phòng chống lụt bão. Ngoài ra, cơ quan quốc phòng cũng khẩn trương điều động các vật tư phòng chống lũ lụt và cứu hộ như xuồng cứu sinh, xuồng cao su, áo phao từ kho vật tư phòng chống lũ lụt trung ương để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt của Giang Tây. Theo dự báo của Cục Khí tượng, trong những ngày tới tại Giang Tây sẽ có một đợt mưa lớn nữa, tình hình lũ lụt sẽ gay gắt hơn. Sạt lở đất bất ngờ làm thiệt mạng 8 người. Thưa quý vị, Văn phòng Thông tin của Chính quyền Nhân dân huyện U Kinh, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến vào khuya ngày hôm qua thông báo, từ chiều tối ngày hôm trước trên địa bàn quận đã xảy ra mưa lớn và tập trung, khiến hai ngôi nhà trên địa bàn quận bị sập do sạt lở đất và một trong số đó đã làm thiệt mạng 5 người. Một vụ khác khiến 3 người thiệt mạng. Đến nay, công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người tại chỗ đã hoàn tất, công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành. Còn tại Vân Nam, trận mưa xối xả cũng đã khiến 4 người thiệt mạng, 3 người mất liên lạc. Văn phòng thông tin chính quyền Queen Bay của tỉnh Vân Nam đưa tin vào tối ngày hôm qua rằng do ảnh hưởng của hệ thống mây cấp độ trung bình và thấp, huyện đã có mưa lớn liên tục kể từ tối ngày hôm trước, dẫn đến 12 thị trấn trong quận ở các mức độ khác nhau.
Tính đến 18 giờ ngày hôm qua, tổng cộng 4 người thiệt mạng và 3 người mất liên lạc do thảm họa. Từ ngày hôm nay đến đầu tháng tới, sẽ có thêm 2 đợt mưa rõ rệt nữa. Mưa lớn thường xuyên xảy ra ở khu vực phía nam sông Dương Tử. Các địa phương cần đề phòng thời tiết đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian ngắn. Từ 2 ngày qua, Baxi, Haichi, Laibin và những nơi khác ở Quảng Tây đã hứng chịu mưa lớn đến xối xả, gây ngập úng nghiêm trọng ở một số thị trấn làng mạc bị lũ lụt, đất trồng trọt bị nhấn chìm và sạt lở đất, gây gián đoạn đường giao thông. Hình ảnh cho thấy vườn cây ăn trái ngập nước ở làng Juhe, thị trấn Tương Châu, huyện Tiên Đông. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo từ hôm nay đến ngày cuối tuần, ở Trung và Lưu sông Dương Tử và phía Nam sông Dương Tử có lượng mưa nhiều hơn. Sẽ có mưa to đến rất to ở các khu vực Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây và mưa lớn cục bộ ở Bắc Quảng Tây, Bắc Quảng Đông, Phúc Kiến và những nơi khác. Do không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, đợt mưa đầu tiên sẽ kết thúc vào khoảng ngày cuối tuần này. Nhưng bắt đầu từ đầu tuần sau, gió mùa Tây Nam sẽ lại mạnh lên theo hướng Bắc và một đợt mưa mới sẽ kết nối liền mạch. Nhìn chung dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa thường xuyên ở Tây Nam Trung Quốc, Giang Nam, Nam Trung Quốc và các nơi khác. Số ngày mưa cộng dồn từ 3 ngày qua có lượng mưa nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước. Khu vực Trung hạ lưu sông Dương Tử và một số khu vực phía Nam có mưa to, thường xuyên có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa rất to. Bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 4 với thiên tai lũ lụt ở khu tự trị. Từ 3 ngày qua đến nay, hầu hết các huyện đều có mưa lớn, một số khu vực bị ngập lụt nặng. Và ngày hôm nay, lũ lụt đã xảy ra ở làng Đông Quan, thị trấn Đông Quê, Ba Sẹp Tian. Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của tổng hợp của áp thấp gió mùa và đường cắt, nên chiều tối mai đến ngày tiếp theo vẫn có mưa to đến rất to ở các nơi trên khu vực Trung Quốc. Theo dự báo thủy văn, mực nước Trung và hạ lưu sông Mân Giang, hạ lưu sông Quý Giang, Trung và hạ lưu sông Tây Giang tiếp tục lên. Bộ đội quốc phòng ra quân ứng phó khẩn cấp với lũ cấp 4 lúc 17 giờ ngày hôm qua. Theo kế hoạch khẩn cấp thảm họa lũ lụt khu tự trị Choang được lãnh đạo Sở Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán của khu tự trị phê duyệt, quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp thảm họa lũ lụt cấp 4 của khu tự trị từ 10 giờ ngày hôm nay. Các đơn vị thành viên của mỗi thành phố được yêu cầu triển khai các công tác quốc phòng khác nhau theo sự phân công trách nhiệm để đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão. Sạt lở đất ở Tứ Xuyên, Tống Giang giết chết 3 người, 5 hộ gia đình và 13 ngôi nhà bị vùi lấp. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, trên mạng thông tin về một vụ sạt lở đất ở thị trấn Công San, huyện Tống Giang, thành phố Ba Dông và một số người mất liên lạc. Video cho thấy một ngôi nhà bị sập tại hiện trường và các máy xúc đã đến hiện trường để cứu hộ. Ngày hôm nay, phóng viên báo Sao Đỏ thông tin từ chính quyền địa phương cho biết 3 người mất liên lạc do sạt lở đất đã được tìm thấy và đã tử vong. Được biết, một điểm quan trắc thiên tai phi địa chất tại Queen Jabba, Echi, làng Ufu, thị trấn Công San đã bị sạt lở vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày hôm qua do mưa bão lớn. Tại các thung lũng và đường giao thông khiến 5 gia đình và 13 ngôi nhà bên kia núi bị vùi lấp, 3 người mất liên lạc. Lượng mưa tích lũy tại thị trấn Công San đạt 434,6mm. Sau khi thảm họa xảy ra, huyện Tông Giang đã ngay lập tức đưa ra phương án cứu hộ khẩn cấp do thiên tai và tổ chức các lực lượng cứu hộ liên quan triển khai công tác cứu hộ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố liên tiếp có chỉ đạo ý kiến. Lãnh đạo thành phố và quận đã khẩn trương đến hiện trường sạt lở chỉ đạo, điều động lực lượng cứu hộ xung quanh nỗ lực hết mình để ứng cứu. Trong công tác cứu hộ có tổng cộng 8 đội cứu nạn khẩn cấp, 3 máy xúc, 5 xe cứu hỏa và 5 xe hỗ trợ y tế đã được huy động để tham gia cứu nạn khẩn cấp. Tính đến 23 giờ 30 phút ngày hôm qua, công tác cứu nạn cứu hộ khẩn cấp cơ bản hoàn thành, chuyển được 23 người ra ngoài an toàn. Nạo vét hơn 40m lòng sông, khơi thông hơn 3.000m2 nhà bị phù sa vùi lấp. Vụ sạt lở đất làm 13 ngôi nhà bị vùi lấp, 3 người mất tích do sạt lở đất vùi lấp dẫn tới tử vong. Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả các nạn nhân đang được xử lý dứt điểm. Toàn bộ số người buộc phải di rời đã được tái định cư hiệu quả. Các công tác hậu sự liên quan vẫn đang được tiến hành. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua tại thị trấn Sikkim, Nam Bình, Phúc Kiến, cơn lốc hoành hành và tràn vào nhà riêng. Vào 2 ngày qua, có một trận mưa lớn ở huyện Diên Bình và lượng mưa lớn đã gây ra các thảm họa địa chất như lở đất và các dòng chảy đá vụn ở nhiều nơi ở Yaping và Sun Trang.
Và ngày hôm qua, dân làng ở thị trấn Sikkim, thành phố Nam Định lo lắng chạy và nhanh chóng băng qua khu vực sạt lở. Và hai ngày qua, có một trận mưa lớn ở huyện Diên Bình và lượng mưa lớn đã gây ra các thảm họa địa chất như lở đất ở Champing và Su Trang ở nhiều nơi khác. Tình hình thảm họa gần ở Tây Nam Bình đang được thống kê. Và ngày hôm qua, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Nam của thành phố Nam Bình và đặc biệt mưa lớn đã rơi ở quận Diên Bình. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, 11 km đường tháp nối dài của quận lộ xảy ra vụ sạt lở. Một xe buýt nhỏ có 31 hành khách trên xe và một xe tải đi qua đường bị đẩy vào gầm ở West Town Creek. 7 người đã được cứu và 24 người mất tích. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ án bên sông Minjiang gần Đại học Nông Lâm Phúc Kiến ở thị trấn Sikkim, mọi người đang hồi hộp chờ tìm kiếm cứu nạn. Trang Song Song, một người dân ở thị trấn Sikkim, Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến đã được cứu sống sau khi bị chôn vùi trong suốt 4 giờ đồng hồ do bị sập bởi dòng chảy nhiều mảnh vỡ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo của tin mới.